Chào các em học sinh đến với chuyên mục học toán lớp 3 nâng cao cùng với thầy trường. Và mỗi tối thứ hai, thứ tư, thứ sáu thầy giáo lại trao đổi với các em cái dạng toán nâng cao của lớp 3 sát với chương trình học. Thế thì thầy giáo muốn là các em theo dõi thường xuyên thì các em hãy nhờ bố mẹ đăng ký kênh, ấn vào hình cái chuông để nhận thông báo các video mới để các em khỏi bỏ lỡ một cái bài nào đó. Thế thì hôm nay là buổi cuối cùng của tuần rồi, thầy giáo sẽ trao đổi với các em một cái bài khó nhất của cái dạng toán lấy bi của tuần này. Mà cái bài này thì các anh chị lớp 4 thì có thể khả năng giải được. Tuy nhiên thì các em lớp 3 với hai bài toán lấy bi thầy giáo đã hướng dẫn thì các em vẫn có thể tư duy và tự giải quyết nó rất là đơn giản thôi. Thế thì bài hôm nay là như thế nào mà thầy giáo nói khó thế thì bây giờ các em cùng theo dõi và trao đổi với thầy bài hôm nay. Mời các em. Chúng ta có bài toán sau. Bài 3. Một hộp đựng 50 viên bi. Trong đó có 15 viên bi đỏ, 25 viên bi xanh, còn lại là bi vàng và bi trắng. Hỏi phải lấy ra ít nhất bao nhiêu viên bi để chắc chắn có ít nhất 10 viên bi cùng màu. Đó. Thế thì đối với bài này đối với bài này thì chúng ta làm như thế nào? Muốn làm được thì các em hãy lấy giấy nháp ra chúng ta đọc lại đề, sau đó chúng ta tìm hiểu xem đề yêu cầu làm gì, cho biết cái gì. Vừa đọc các em vừa viết vẽ ra, đây là một phương pháp rất hữu hiệu nhé một hộp một hộp là có 50 viên. Đó. Trong này thì có 25 viên bi đỏ. 25 đỏ. Xin lỗi các em là 15 đỏ, 15 viên bi đỏ. 25 xanh. Còn lại còn lại là vàng trắng Hỏi lấy ít nhất bao nhiêu viên bi để chắc chắn là hỏi viên để có 10 bi cùng màu. Có 10 bi cùng màu. Đó. Thì nếu thầy giáo biểu diễn cái sơ đồ. Đấy, đây là cái hộp này. Thì cái hộp này sẽ là có 50 viên này Đó Thì các em hiểu đấy 15 viên bi đỏ Thì ở đây là có 15 đỏ này Đây 25 vàng này 25 xanh Đây thế Còn lại đây là Là vàng Và trắng Thế thì ở đây các em thấy là các em sẽ tìm được vàng và trắng là bao nhiêu viên à? Đấy. Thế thì đây là số bi vàng và trắng. Thì các em lấy 50 trừ đi 15 trừ đi 25 thì là bằng 10. 10 bi. Đó. Thế như vậy là chúng ta sẽ có cái bài là chúng ta biết là gì? là 15 đỏ rồi. 25 xanh và 10 viên bi vàng và trắng. Thì ở đây không biết là trong 10 viên này thì có bao nhiêu vàng, bao nhiêu trắng. Nhưng mà từ đây thì chúng ta sẽ thấy này. Số bi vàng chắc chắn là ít hơn 10. Bởi vì trong 10 viên này chắc chắn có bi trắng thì số bi vàng ít hơn 10 và số bi trắng cũng ít hơn 10. Đó. Như vậy là số bi vàng số bi vàng nhỏ hơn 10 và số bi trắng bi trắng cũng nhỏ hơn 10. Chúng ta suy ra như vậy. Đó. Thế thì bây giờ giống như cái bài toán mà mà thầy giáo bảo là tìm bi ấy thì chúng ta uh, tìm hiểu xem là cái may mắn nhất là thế nào và không may mắn nhất là thế nào. Đó. May mắn nhất là chúng ta sẽ lấy luôn 10 viên bi đỏ luôn. Thế là chúng ta có cùng màu rồi. Chỉ cần lấy 10 viên là được cùng màu. Vào 10 viên đỏ hoặc 10 viên bi xanh. Đó, nhưng không may thì là không may cái gì Không may là chúng ta sẽ lấy phải số bi trắng và vàng đây này Vì mỗi số bi trắng cũng nhỏ hơn 10 Số bi vàng cũng nhỏ hơn 10 Cho nên là không may thầy giáo lấy phải số bi vàng trước Là không được 10 viên cùng màu rồi Xong lại lấy hết số bi trắng Cả hai cái cộng vào với là 10 Như vậy cũng không được cùng màu rồi đó. Sau đó chúng ta mới lấy sang số bi khác là thì dù lấy sang số bi khác thì chúng ta hiểu thế nào? Khi mà lấy sang số bi khác thì thầy giáo sẽ lấy mất là gì? Chín viên này, ví dụ thế, chín viên đỏ rồi, chín viên đỏ là vẫn chưa được 10 cùng màu đúng không? Chín viên đỏ hoặc là chín viên xanh cũng chưa được. Đó. Và lại lấy tiếp chín viên đỏ, chín viên xanh cũng chưa được 10 viên cùng màu. Thế như vậy phải lấy thêm một viên nữa. Thế thì các em lưu ý cho thầy giáo. Lấy hết 10 viên này. Lấy hết 10 viên này. Xong không may nữa là lấy 9 viên này. 9 viên xanh này. Cũng không được cùng màu. Sau đó lại không may lấy tiếp 9 viên. Đỏ này cũng không được cùng màu. Bây giờ để chắc chắn thì chúng ta phải lấy một viên bi hoặc một viên đỏ nữa thì chúng ta mới được cùng màu thế như vậy cái bài toán nó sẽ là như thế nào thì chắc chắn chúng ta mới được cùng màu đây là một bài toán khó thuộc uh, dạng của các anh chị lớp 4 với giải được các em nhé Tuy nhiên thì vì nó là dạng toán lấy bi mà thầy giáo đã hướng dẫn với các em hai cái bài toán lấy bi rồi cho nên là các em có thể suy luận cái bài này là như thế. Thầy giáo nói lại không may là chúng ta sẽ lấy 10 viên bi này. Đây số bi trắng và và, và 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 vàng đây này. Không may chúng ta lấy 10 viên bi này là chúng ta coi như không được 10 màu rồi. Đấy, không được 10 viên cùng màu rồi. Sau đó không may nữa là chúng ta lấy 9 viên bi xanh cũng không được cùng màu rồi. Sau đó lẽ ra chỉ cần thêm một viên bi xanh nữa là được 10 viên nhưng mà lại lấy tiếp viên thứ 10 lại sang đỏ xong lại chín viên đỏ tiếp theo. Đó thì chúng ta là được là gì? Là 10, chín đỏ chín xanh vẫn chưa được 10 viên cùng màu. Vậy muốn cùng màu tiếp thì chúng ta phải lấy thêm một. Đấy là vấn đề của cái bài này. Thế thì à, bây giờ chúng ta sẽ trình bày bài thì chúng ta trình bày như thế nào? Đầu tiên là chúng ta phải à, suy luận xem là cái số viên bi vàng bi trắng này là đều nhỏ hơn 10. Đấy. Thế thì à, bây giờ chúng ta sẽ suy luận như sau. Là số bi vàng và bi trắng là là bao nhiêu? Thì các em lấy 50 là tổng số bi trừ đi 15 viên bi đỏ trừ đi 25 viên xanh thì sẽ bằng 10 viên. Đó. Thì từ chỗ này các em suy luận này. Vậy số bi trắng Vậy số bi trắng nhỏ hơn 10 và số bi vàng cũng nhỏ hơn 10. Chúng ta suy được ra như vậy. Đó. Thế và gì nhỉ? Trường hợp không may mắn. Trường hợp không may mắn nhất là lấy 10 viên 10 viên bi trắng và vàng. 10 viên bi trắng và vàng. Như vậy chúng ta không được cùng màu này. Sau đó sau đó lấy tiếp 9 viên bi xanh và 9 viên bi đỏ ta vẫn chưa được 10 viên cùng màu. Đó. Thế tới đây muốn lấy viên cùng màu thì chúng ta phải lấy thêm một viên bi nữa. Vậy số bi cần lấy là 10 viên bi trắng và vàng không may lấy phải. Cộng 9 viên bi đỏ cộng 9 viên bi xanh không may lấy phải. Vẫn chưa được 10 viên cùng màu. Muốn được 10 viên cùng màu chúng ta phải lấy thêm một viên nữa, thì dù vào xanh hay là vào đỏ thì chúng ta đều được cả. Thế và ở đây chúng ta sẽ bằng bao nhiêu? Bằng 29 viên. và tới đây chúng ta viết đáp số thế thì qua bài này thầy giáo lưu ý với các em cái gì lưu ý với các em bài này chúng ta tư duy nó hơi khác cái bài trước một tí tuy nhiên thì vẫn một cái cách tư duy là chúng ta xem trong trường hợp nào không may nhất xảy ra Thế và chúng ta cứ tính các cái trường hợp không may nhất xảy ra rồi chúng ta tự làm là sẽ làm được cái bài này. Thế còn trường hợp bài này thì không may nhất là chúng ta lấy phải 10 viên bi trắng và vàng là cũng không được cùng màu. Này, 10 viên cùng màu này. Sau đó lấy 9 vi đỏ, 9 vi xanh cũng không được 10 viên cùng màu. Buộc phải lấy thêm một viên nữa thì dù vào. Bây giờ trắng và vàng hết rồi. Lấy thêm một viên nữa thì nếu lấy vào đỏ thì sẽ được 10 viên đỏ. Mà nếu lấy vào xanh thì sẽ được 10 viên xanh cùng màu. Thì đấy là cái bài toán hôm nay nó là như vậy. Thế thì thầy giáo muốn là những bài toán thuộc vào bộ dạng toán lấy bi thì nó khiến cho chúng ta có một cái cách tư duy suy luận tương đối khó. Thế thì các em lưu ý xem kỹ về cái phần thầy giáo trao đổi và chúng ta biết được cái cách suy luận để chúng ta giải quyết được những cái bài toán này. Thì nếu các em có vấn đề gì thì hãy nhận xét dưới mỗi video thầy giáo sẽ có dịp trao đổi lại sau video hôm nay đến đây là hết xin chào và hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo xin chào